Chị làm được không? Chị biểu diễn nghe coi coi coi. Mà tao không mỗi mỗi đứa một cái. Màu con coi chỉ có bao nhiêu màu thôi. Chỉ có chừng này màu đã. Hai cái bộ này bộ thử mình không có bán nha. Chị giờ chỉ còn những cái màu này thôi. À. Còn nếu mà mình muốn những cái màu khác thì có thể con để cái này là để chọn màu thì bên này showroom của con có nhiều màu hơn. À. Đến ngày mai mình cũng được sale 20% ạ. Ở bên Y12 Hồng Lĩnh. Thì chỉ là sao này? Ở bên Y12 Hồng Lĩnh bên quận 10. Là mua hai này. Hai cái nè. Rồi rồi ok. Hai cái này. Nè. Con lấy điện để trả cho cô. Lấy hai cái này em. Thank you.
hoàn toàn sẽ thấy hết mọi thứ có năng và những cái của còn mấy cái giấy có được của mình thì nó có từ đó có từ đó có từ đó có từ cái lộ ra anh đầu tiên hơn không đang đang có nâng cao á thấy nằm đầu tiên rồi cứ đập đi thấy anh đâu đầu đó không anh đầu đấy anh hai lá cơ bản mũi lên em nhìn rất là các mẹ bản thân tới cái hát đi đi bánh quẩy hồi chơi có thói quen chưa cái đó con tập tập luyện lâu ngày là con sẽ đạt. Thì tức là trong một cái không gian tuyệt ca đôi và ánh sáng chúng ta luôn rất là xa. Thì mình nghĩ trong đây rất nhiều bạn có làm về kỹ thuật, mình nói như vậy chắc các bạn cũng hiểu được. Tức là ánh sáng trong cái không gian tuyệt ca nó rất là mạnh. Thì khi mình nhìn cái đó quen rồi mình chuyển qua cái vẽ máy đó, thì mình sẽ dùng màu trắng màu đen quá nhiều dẫn đến là vẽ trên cảnh tượng thương cảm cao, tăng thêm bị cháy. Nghĩa là mình cá nhân mình cũng bị cái chuyện đó trong suốt 5-6 năm đầu. Và khi người ta nhận xét như vậy thì mình không hiểu, mình nghĩ là như vậy mới đẹp chứ sáng như vậy mới đẹp vân vân, mình không nhận ra cái vấn đề là cái chuyện đó. Thì tới 3-4 năm sau các bạn thấy mình rất thông minh, ở đây gửi hàng ngày mà năm tới năm sau mình mới nhận ra gì đó, nó rất là khó nhận ra. Thì mình thấy là tranh mua những đàn anh của mình thì họ không có màu trắng hay có màu đen, thì mình mới nhận ra chuyện đó, bắt đầu mình từ từ sửa dần. Và từ lúc bị chuyện đó tới lúc bị người ta chửi, tới lúc nhận ra và tới lúc sửa được là tới 4-5 năm rồi. Và như vậy khi mà thì từ đó mình nhận ra là nếu mình vẽ truyện tranh quá nhiều, mình xem quá nhiều mà mình không xem tranh của người khác, tức là mình chỉ xem truyện tranh không mà mình không xem tranh của những đàn anh, thì mình sẽ chìm đắm trong cái thế giới tương phản cao đó và mình không có thoát ra được. Cho nên là nhắn nhủ là nếu bạn nào mà đang vẽ truyện tranh hoặc đang xem truyện tranh mà muốn chuyển qua vẽ game thì mình nên hoặc là chơi game nhiều, hoặc là xem tranh của game nhiều, hoặc làm cả hai luôn, để mình cân bằng giữa hai thế giới ánh sáng là thế giới ánh sáng của truyện tranh và ánh sáng của realistic thực tế, là như vậy. Vâng, mà chơi game nhiều thì cũng phải để ý tới tranh trong game, chứ không phải là chơi game nhiều là cứ chìm đắm trong game xong rồi không có